Top 8 phong tục quái dị nhất của người xưa. 1. Giấc ngủ hai pha. Đây là một trong những tập tục kỳ quặc được các bậc tổ tiên vô cùng ưa chuộng. Người Trung cổ ở châu Âu chia giấc ngủ thành hai pha, ngủ khi mặt trời lặn, tỉnh dậy lúc nửa đêm. Họ sinh hoạt vài giờ rồi lại ngủ tiếp cho đến sáng. 2. Heroin là thuốc trị ho. Khoảng 100 năm trước, heroin được dùng làm thuốc trị ho thay thế cho morphine. Thậm chí nó còn được dùng cho cả trẻ em cho đến khi bị cấm sử dụng bởi tác hại heroin mang lại. 3. Không tắm. Thời Trung cổ, việc tắm rửa bị coi là kiêng kỵ vì người ta tin rằng nước mang mầm bệnh và cháy rận là món quà quý giá của Chúa trời ban tặng. 4. Đồng hồ báo thức di động. Từ thế kỷ 18 đến 20, đây được cho là một công việc rất cao cả. Người này sẽ chuyên làm công việc đánh thức mọi người trong làng vào sáng sớm bằng cách gõ cửa từng nhà và thổi kèn. 5. Trích máu để trị bệnh. Cho đến đầu thế kỷ 20, người ta vẫn tin rằng trích máu có thể loại bỏ các mầm bệnh khỏi cơ thể, mặc dù phương pháp này có thể gây hại cho người bệnh. 6. Mỹ phẩm làm từ chất phóng xạ. Đầu thế kỷ 20, mỹ phẩm làm từ chất phóng xạ như radium và thorium rất được các chị em ưa chuộng cho đến khi người ta nhận ra sự nguy hiểm của chúng. 7. Bé trai mặc váy. Từ thế kỷ 16 đến những năm 1920, các bé trai ở phương Tây thường mặc váy đến khoảng 8 tuổi. Mục đích của việc này là để tiết kiệm chi phí may quần. 8. Chụp ảnh với người đã khuất. Thế kỷ 19, người dân Âu Mỹ thường chụp ảnh với người đã khuất để lưu giữ làm kỷ niệm. Người đã khuất sẽ được ăn mặc chỉnh tề và đặt trong tư thế tự nhiên.